Để làm xương sa hạt lựu bằng bột củ năng thì mình đã rất là quen thuộc rồi ha. Và giờ thì mình sẽ làm nguyên liệu của mình bằng chính củ năng hoàn toàn luôn. Và củ năng thì cũng rất là tốt cho sức khỏe. Mình sẽ làm với khoai tây và củ dền củ năng ha, cũng không kém phần hấp dẫn. Và xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ có một dĩa củ năng, củ dền và khoai tây nè ha. Các củ này thì mình ăn rất là mát và cũng không kém phần bổ dưỡng. Nhưng hôm nay mình sẽ làm một cái món hạt lựu củ năng khoai tây. Và bây giờ để làm cái món này á thì nguyên liệu chính của mình sẽ gồm có là một củ khoai tây và 200 g củ năng nè và một củ dền nha. Và đây là 150 g bột năng và 30 g đường ha. Các bạn ơi, cái món này nè mình cho vào trong cái hộp để vào tủ lạnh đó, có những lúc mình thư giãn xem phim thì mình có thể cho dùng một bịch sữa tươi cho vào một cái ly là dùng được thôi. Giờ thì để gọt hết những cái rau củ quả này ra thì mình sẽ dùng một cái thau nước nha. Các bạn có thể dùng một cái thau nước và mình cho một ít nước đá vào đây. Như ở đây thì tất cả những cái củ của mình đã ngâm vào, mình đã để vào trong tủ lạnh hết nửa tiếng cho nên nó rất là lạnh. Các bạn nhìn thấy nó đổ mồ hôi nước đá ra luôn nè ha. Mình không sẽ không có để nước đá vào trong cái thau nước, các bạn chưa để ha, để vào trong tủ lạnh đó thì mình cho nước đá vào thau này để cho những cái củ mình gọt ra nó sẽ không có bị đen. Giờ thì mình sẽ gọt hết vỏ của các cái củ này. Củ năng thì các bạn phải lựa, nhớ là mình sẽ bóp vào nếu mà nó cứng là củ năng ngon nha. Các bạn mua mà mình lựa củ năng nào mà có bị mềm á thì mình không nên lựa, bởi vì những củ năng nó đã hư rồi, ý là nó đã cứng như vậy mà mình gọt nè hé, nó còn có những chỗ nó muốn hư luôn, cho nên mình sẽ lựa cái củ năng còn tươi và cứng hoàn toàn thì mới là ngon. Giờ mình sẽ gọt hết cái củ năng và khoai tây mình cho vào trong một cái thau nước. Các bạn có thể cho thêm một thìa muối vào trong cái thau nước cũng được nhé. Giờ thì các loại củ của mình á, mình đã gọt sạch sẽ và mình rửa sạch sẽ hết rồi. Giờ mình sẽ dùng, bạn có thể dùng hai cái tô hoặc hai cái thau gì cũng được để mình sắc những cái này ra nha. Cái món để làm cái món này á là cực nhất là cái lúc mà mình sắc á, bởi vì mình không có sắc to được, mình phải sắc nhỏ như cái hạt của hạt lựu vậy đó. Mình phải làm tỉ mỉ một tí nha, cũng như là cái củ này á thì mình sẽ sắc như thế này. Còn khoai tây củ năng của mình á, một củ khoai tây mình sẽ gọt với một nửa củ năng, một nửa củ năng của mình sẽ để chung như thế này ha. Và bên đây á thì mình chỉ dùng là một nửa củ năng thôi, đây là một nửa củ năng nha. Một nửa củ năng thì mình sẽ dùng hết với cái củ dền này vào đây. Các bạn nhớ là mình sẽ cho hết củ khoai tây và một nửa củ năng, và
một nửa phần củ năng nha, và một nửa phần củ năng còn lại thì mình sẽ dự sắc hết củ dền. Các bạn có thể dùng củ dền ít lại, nhưng mà mình làm nhiều hơn thì cái màu của nó sẽ đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ cắt y như vậy ha, mà mình sẽ cho hết vào một nửa phần củ năng ở bên đây. Giờ thì mình sẽ sắc càng nhỏ nha, bởi vì cái củ dền nó rất là khó chín, nhưng mà mình sắc nhỏ như vậy mình luộc á thì nó cũng sẽ chín hết rồi các bạn, không sao hết. Củ dền là một món rất là bổ, bởi vì trong tất cả loại rau củ trái cây thì trái gì màu đỏ thì là bổ dưỡng hết, cho nên mình sẽ lấy cái phần này khi mình dùng trong. Giờ thì các nguyên liệu của mình đã cắt ra hết, đây là củ dền và củ năng mình cắt xong rồi, mình sẽ trộn lại với nhau như thế này để cho nó thấm cái màu đỏ nha. Mình không có cần phải đổ nước gì thêm hết, bởi vì lúc mà mình sắc cái củ dền và cái các loại củ này nó đã có nước sẵn rồi, nên mà không mình đổ nước nữa nó sẽ ướt lắm. Mình trộn chung như vậy là nó màu của nó thấm vào đây rất là đỏ luôn, củ năng của mình nó thấm vào đây nó đỏ như thế này ha. Các bạn thấy cách làm này ha, nó rất là mau lẹ và nhanh hơn mình làm bằng bột như lúc trước nha. Còn đây các bạn nhớ là mình để hai cái thứ này riêng, là khoai tây và còn một phần phân nửa củ năng thì mình để riêng như thế nào, lát mình cũng sẽ trộn bột vào đây cho nó thấm. Giờ thì các bạn thấy nè, bột nè mình sẽ cho từ từ vào ha. Sau khi cho thì mình sẽ dùng cái muỗng mình trộn đều lên. Giờ mình sẽ trộn đều và lên ha. Các bạn cứ vô tư mà trộn lên không sao cả, để cho bột nó thấm vào trong cái củ của ta mà mình đã cắt ra đó. Có lúc mình nói cũng hơi bị dắt hoài luôn. Mình làm thì mình nói thì nó không có được giỏi như các bạn khác, bạn cũng thông cảm giùm mình nhé. Có lúc thì mình cũng quên, mình làm mà mình không có nhớ, nên mình cũng có nói có một số từ mình nói hơi sai, các bạn cũng bỏ qua cho mình nha. Đây mình cứ tiếp tục mình cho bột vào, mình trộn đến khi mà mình lắc nó khô như thế này luôn nè ha. Mà cũng vẫn chưa được đâu, mình cho thêm một ít bột vào nữa nha. Rồi. Nếu mình làm thấy nó thiếu bột quá thì mình có thể cho thêm bột, bởi vì trong cái phần trái cây của mình nó củ trái cây của mình nè, là nó khi nó cái độ ẩm của nó đó, cái độ ẩm của nó nhiều thì mình sẽ tốn rất là nhiều bột. Giờ mình sẽ trộn đều như thế này ha. Rồi, tới tiếp tục tới cái kia thì mình cũng làm y như vậy, mình cũng cho bột vào và mình trộn đều lên cho nó khô lại luôn, là khi bột nó thấm vào đây là nó hoàn toàn nó khô luôn. Các bạn có thể lắc nè, nè lắc mà nó khô luôn á. Và quan trọng nhất là cái phần sắc của mình á, mình sắc cái củ này nè càng nhỏ là càng tốt nha, mình sắc bự quá thì nó sẽ không có giống hột lựu lắm. Giờ thì tới phần thứ hai mình cũng sẽ trộn đều lên, mình cho cái phần bột còn lại ha, mình cũng cho từ từ để mình trộn, mình không cho vội, bởi vì cho vội vào á thì bột nó sẽ bị đóng một cục lại, nó không có thấm vào trong cái củ này. Và trong cái lúc này á thì mình đi bắt sẵn một cái nồi nước thật là sôi nha các bạn, quan trọng nhất đặc biệt á mình nhớ là mình cái món này á mình phải bắt nước thật là sôi, cực sôi thì mới được. Nếu như mà không sôi á mình bỏ vô bột nó sẽ bị rã ra ngoài hết.
Bột này hơi thiếu nè, mình sẽ cho thêm bột để trộn cho nó khô cái hỗn hợp này của mình lại ha. Và trong lúc này thì mình sẽ đi bắt một cái nồi nước thật là sôi luôn, là cái món mình nó sắp hoàn thành rồi ha. Giờ thì hai phần bột của mình đã hoàn thành rồi. Trong lúc mình đi bắt nước sôi thì nước cũng đã sôi rồi ha. Khi nước sôi thì mình sẽ vớt một ít nước sôi ra để mình cho vào trong cái phần đường của mình, rất là tiện lợi, một lát mình sẽ khỏi đi phải đi nấu nước sôi nha. Nước sôi mình cho vào trong cái phần đường này ha, để một lát thì mình chỉ diệt luộc những cái món của mình vừa làm đó, thành phẩm của mình đó, là cái đường này nó cũng đã xong rồi, mình không cần phải làm thêm nữa ha. Đây nước sôi, nước sôi thì vào đường thì một lát nữa đường này nó cũng sẽ tan ra, mình cứ quậy lên nó sẽ tan ra. Và nước của mình á, sau khi đã cực sôi như thế này ha, sôi đến nỗi mà cái màn hình của mình mờ luôn á các bạn ơi. Giờ mình sẽ cho cái phần màu trắng của mình vô trước ha, phần khoai tây và củ năng của mình nè, mình sẽ cho vô. Lúc này thì mình, các bạn nhớ là mình sẽ quậy nha, để không thôi nó sẽ bị vón cục á. Mình sẽ cà quậy ra để phát nó bị vón cục luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ cho nó rất là sôi luôn nè, để mình luộc cái màu trắng trước, một lát mình sẽ luộc tới cái màu đỏ. Rồi mình sẽ cho nó sôi hơi lâu một tí để cho nó chín củ năng và bột nha, mình sẽ cho nó sôi phùng lên. Giờ thì mọi thứ đã sôi bùng lên ha, vì nó có bột năng rất là nhiều cho nên nó sôi, khi mà sôi bùng lên rồi á, các bạn nhìn này nó rất là kẹo luôn, mà nó sôi bùng nó nổi hết hoàn toàn cái này lên thì nó đã chín rồi ha. Giờ mình sẽ chuẩn bị một cái thau nước lạnh để mình vớt ra trong cái thau nước cho nó sạch cái bột năng của mình, và chịu khó bắt thêm một nồi nước khác để mình luộc cái phần củ dền nha. Đây, và cái mình đã vớt tất cả ra một cái rổ nha, và mình dùng nước lạnh để mình làm cho nó loãng đi, rồi mình dỡ nó ra liền. Nè các bạn thấy không? Sẽ dỡ nó ra liền ha, mình sẽ để cho nó ráo nước nha. Thì cách thứ hai á, cái củ dền của mình cũng làm y như vậy. Giờ mình sẽ để cho nó ráo nước, để một lát nữa mình trộn cái phần kia vô luôn ha. Và giờ thì nước của mình là thứ hai mình nấu đã cực sôi rồi, mình cũng sẽ cho luôn cái phần này vô nha. Cái củ dền của mình cũng sẽ làm y như phần đầu nha. Rồi mình sẽ dùng một cái giá quậy đều lên. Rồi sau khi cái phần này á, mình sẽ luộc cho nó lâu hơn một tí, bởi vì củ dền đó mình luộc lâu để cho củ dền nó chín. Mình cũng sẽ rớt ra ngoài nước lạnh nha. Giờ thì mình đã hoàn thành rồi ha. Cái củ dền á thì mình sẽ luộc cho nó hơi lâu một tí để cho phần củ dền của mình nó chín nha. Đây mình đã có một tô rất là đẹp luôn, các bạn nhìn thấy này, rất là đẹp luôn ha. Nó vừa đẹp mà nó vừa bắt mắt mà nó lại ngon nữa. Bây giờ mình sẽ cho cái phần nước đường của mình vào đây để cho nó bóng nha. Cái ly nước đường của mình lúc nãy á, mình đã làm tan hết rồi nè ha. Giờ mình sẽ cho vào đây, mình ngâm trong nước đường này á, là cho nó có cái độ bóng, và khi mình cho vào trong tủ lạnh á, nó thấm vào trong đây, nó ngọt sẵn luôn. Nên khi mình múc ra ngoài cái ly á, mình cho vào sữa vào là mình dùng thôi. Giờ thì mình đã có một cái trân trâu hạt lựu nè, giải xin xa hạt lựu, trân trâu hạt lựu gì cũng được, bởi vì cái món của mình cũng như là một cái hạt lựu vậy. Mình nói một lát chắc mình nói sai quá. Rồi giờ thì mình sẽ dùng một cái hũ này ha, một cái hũ mình sẽ cho ra ngoài cái hũ. Và đây là một bịch sữa tươi nè, bịch sữa tươi này các bạn cho múc cái phần này ra ngoài cái ly của mình, và mình sẽ cho sữa tươi vô là dùng được thôi. Ok ha. Giờ thì các bạn có thể cho ra ngoài một cái hũ nha. Và cho ra ngoài một cái hũ thì mình sẽ cho vào trong ngăn mát tủ lạnh, để sau khi mình đi chơi về đó, mình đi chơi hay thư giãn về thì không cần phải làm gì hết, mình sẽ dùng một bịch sữa tươi cho vào cái ly và múc tùy thích, lượng tùy thích để vào ha. Là mình đã có một ly hạt lựu trân châu thật là tuyệt vời và bổ dưỡng nữa, lại mà các cái loại củ này cũng giúp cho mình đẹp da nữa đó các bạn. Rồi chúc các bạn thành công nha.
vừa nhanh vừa ngon lại bổ dưỡng. Nếu thích thì đừng quên like, share và đăng ký để cập nhật video tiếp theo nhé các bạn. Tạm biệt. Giờ thì mình múc thử ra một chén rồi nè ha. Mình cho một ít sữa tươi vào nè. Ăn giống như ăn chè vậy đó bạn. Mình cho ngoài ly thì nó giống như trà chân thạch, chân sữa, chân trâu. Còn mình ăn chén giống như mình ăn chè. Giờ mình sẽ ăn thử một miếng cái này ha. Các bạn nhớ là mình phải bỏ vào trong tủ lạnh cho nó lạnh nha. Mình nhầy chúng cái miếng khoai á thì nó mềm, cái bột của nó dai, ở trong nó mềm. Còn củ năng á thì rất là đặc biệt hơn, bởi vì cái củ năng á là mình ở ngoài nó dai, ở trong mình nhai nó sần sật sần sề, nó giòn giống như là mình nhai cái hột lựu mà thật vậy đó. Cắn vô cái nó giòn như vậy luôn á. Còn cái củ dền á thì nó là thơm thơm, nó cũng giòn giòn. Các bạn làm thử thì đảm bảo rất là ngon luôn.